đúng là biệt đội này rất là mạnh, đánh ngừng cái những tên kia nó chạy mất tiêu ngừng. Giờ mình phải đi tìm Pikachu thôi. Ủa, tìm Pikachu hả? Ủa, nhưng Pikachu bị điên này cơ mà. Thì tao biết cách để đi tìm nó, nhưng mà tao không biết cách nào để bài nữa. Ủa, mày học bao nhiêu năm rồi mà mày không biết bài? Thì tao từng nói mấy nhỏ mà cái cánh này chỉ trò chơi thôi chứ tao vẫn chưa biết. Trời ơi, ngu quá. Trời ơi. Chơi gì? Thôi, giờ mở vô. Ủa mà khoan, tao nhớ khi mà mày xài cái tập diêu mà xong ngông thường chân á thì là mày biết mày bay mà. Ờ hả? Thì ngu. Ủa đúng nha, mày mới chưa chửi tao ngu rồi mày chửi tao ngu luôn hả? Ủa rồi sao? Dạ, gãy tay của tao rồi thôi. Thôi, giờ ta sẽ đi. Ta sẽ coi coi. Nếu như bạn nhấc đuôi của một con cầm chuyện về Ngọc Rồng các bạn nhờ. Nhưng mà chỉ khác ở chỗ Sô Công Phu sau này đã cắt cái đuôi đi và được khắc phục được yêu cầu của mình. Còn cái này thì không. Tao thấy rồi. Đi. Yo, và xin hân kính chào tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với video tiếp theo trên channel Không Giới Hạn Điều. Và vẫn là mình đây. Mình là MC Rương Bách Phú thân thiết của các bạn đây. Và hôm nay Covid cô mèo phải thái nghề nên là ở nhà ăn bỏng ngô rồi vẫn Không Giới Hạn Điều lên xem cho không phải là an toàn không nhảy. Ngày hôm nay, để đổi gió chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chủ đề vô cùng là mới mẻ và chưa bao giờ từng có trên kênh Không Giới Hạn Điều. Đó chính là những điều thú vị về động vật mà ít ai biết. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, bắt đầu chương trình thôi nào. Không Giới Hạn, kênh động vật số 1 Việt Nam. Bài dân bầu ui dạ à ui dạ. Bộ não của chúng có kích thước siêu nhỏ chỉ bằng hạt hoa anh túc. Đặc biệt, loài ong này cực kỳ thông minh. Các nhà khoa học đã thực hiện cho thử nghiệm, trong đó họ đã huấn luyện cho rất nhiều con ong để biến chúng thành bên kia và trở động vật. Loài ong này thậm chí còn học một cách vi bản tới như vậy các bạn. Ngoài ra, những chú ong trong khu te này sử dụng năng lực vô cùng tuyệt vời. Chúng sử dụng những dấu chân có mùi để phân biệt ong lạ và ong họ hàng, và ong nghệ có nhận ra mùi hương của chính mình mới rồi. Cưng ta, cưng ta. Sau này sao em đi tán gái được nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với chị ong no. Ong mật dành ra từ 5 đến 6 tiếng mỗi ngày để trưởng thành. Không giống như con người, thì ong no dành thời gian một vài nhà khoa học cho rằng có thể loài này cũng mơ giống như con người chúng ta đấy. Nếu bạn tham gia một trận đấu Huyền Anh với một con tôm mantis thì ôi bạn ơi, kiểu gì bạn cũng bị đấm cho không chuẩn một phát nào. Nhiều khả năng là người như thế làm vậy nhưng loài tôm này vẫn đạt được tốc độ kinh hoàng đó. Rơi là loài động vật có vú duy nhất có thể bay và thường xuyên mỏng đến nỗi hầu như không thể đi lại được. Chúng có thể ăn 1.000 con côn trùng mỗi giờ nếu đang trong tình trạng đói há mồm. Đặc biệt, rơi có khả năng tiêu hóa thức ăn cũng bá đạo không kém tốc độ ăn. Chỉ trong vòng từ 30 đến 60 phút, chúng đã xử lý hết lượng thức ăn vừa nặng của cơ thể nhằm giữ cho trọng lượng cơ thể nhẹ, có thể bay đi bay lại dễ dàng. Trái ngược lại với cơ thể nhỏ bé của loài sóc. Người kia này ông mời để ta cắn người chết thôi. Aha, cái này không phải đánh được tại ta đâu, vì ta là bóp chúa. Ở dưới sao cái đầu cũng hổ. Cởi cha nó đi. Cái gì vậy con? Không có nào. Thôi, giờ ta sẽ giết cái ngưng. Nếu
dạ. Anh đã thèm. Dạ. Chị mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ dạ. Nào hoặc là đi ngược lại với luật phong bình của Việt Nam.